7. Báo cáo quỹ năm 2022. 8. Ý kiến thảo luận của hội viên. 9. Ý kiến chỉ đạo của Liên chi ủy tổ 7 và 8. 10. Ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ Trung ương. 11. Tiếp thu ý kiến và đề bạt ý kiến. Kính thưa các vị đại biểu quý khách, kính thưa toàn thể hội nghị, ngày 20 tháng 10 là ngày lễ truyền thống nhằm ôn lại lịch sử tôn vinh của người phụ nữ Việt Nam. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và thể hội nghị một lời chào trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa hội nghị, như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói là con sông Đồng Cóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức theo dệt mà trở nên tốt đẹp rực rỡ. Phụ nữ Việt Nam ngày càng có trí thức hơn, hiểu lễ nghĩa, có sức khỏe, luôn năng động, sáng tạo và lối sống lành mạnh, văn hóa. Không những vậy mà họ còn có lòng nhân hậu, biết quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng chị em luôn thể hiện được vai trò tích cực của mình, đóng góp một phần không nhỏ cho công sức, cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. Trong trái tim của mỗi con người, dù sống ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đi trong nữa thì hình ảnh của người bà mẹ, người vợ, người chị và những người em gái vừa cao đẹp vừa nhờ có họ mà con cái mới được nuôi dạy khôn lớn, trở thành gia đình được hạnh phúc và xã hội được tốt đẹp hơn. Kính thưa hội nghị, được sự chỉ đạo của liên hội chi của hội liên hiệp phụ nữ phường Phú Lãng, được sự nhất trí của liên chi ủy tổ 7 và 8 khu dân cư huyện Kỳ, hôm nay liên chi hội phụ nữ 7 và 8 long trọng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập liên hiệp phụ nữ phường, nhằm ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc và 92 năm xây dựng trở thành của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ông Nguyễn Đại Thắng, bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố 7. Ông Trần Văn Trương, tổ phó tổ dân phố 7. Bà Nguyễn Thị Đồng, trưởng ban mặt trận tổ dân phố 7. Bà Nguyễn Thị Phụng, hội phó hội cựu chiến binh tổ dân phố 7. Ông Nguyễn Công Tác, hội trưởng hội người cao tuổi tổ dân phố 7. Bà Nguyễn Thị Trúc, bí thư chi đoàn tổ dân phố 7. Ông Nguyễn Đắc Tuyền, trưởng ban mặt trận tổ dân phố 8. Ông Hà Đình Khôi, chi hội trưởng hội cựu chiến binh. Ông Lê Văn Cờ, hội trưởng hội người cao tuổi. Ông Nguyễn Đình Hương, tổ phó tổ dân phố 8. Bà Trần Huyền Trang, bí thư chi đoàn tổ dân phố 8. Và toàn thể các bà anh chị em cán bộ hội viên của hai chi hội 7 và 8 về dự đông đủ, xin hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự tiết thi hôm nay, các đại biểu không những mất chút thời gian quý báu mà còn có những bó hoa thiết thắm động viên nguyên chi hội phụ nữ 7 và 8. Xin kính mời các quý vị đại biểu đến tặng hoa và đứng lại chụp ảnh lưu niệm cùng ban chấp hành của lữ đoàn.
toàn thể các bà, các mẹ, các chị một tình cảm thân thương nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc toàn thể các bà, các mẹ, các chị luôn trẻ trung xinh đẹp và luôn nở cười trên môi của mỗi chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, cũng trong buổi chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, các chi hội đoàn thể hôm nay có 6 chi hội phụ nữ ở các tổ dân phố cũng kỷ niệm meeting tinh vào buổi chiều ngày hôm nay. Chính vì vậy thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đang yêu cầu chi hội phụ nữ 78 gửi báo cáo về hội phụ nữ trước chúng tôi trước để ban thường vụ chúng tôi có cái nghiên cứu, và hôm nay cũng xin phép được có ý kiến phát biểu ngay đầu giờ tại hội nghị, và sau đó chúng tôi cũng xin phép được về dự cùng các chi hội khác, số chi hội khác nữa. Và trước hết về hội nghị, tôi xin có ý kiến như sau. Trước hết là tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo mà chi hội phụ nữ 78 đã gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, và chúng tôi đã có nghiên cứu và đánh giá công tác hoạt động của chi hội. Thế thì có thể nói trong cái năm 2022 thì ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đánh giá rất cao đối với hai chi hội phụ nữ 78 trong những năm qua. Và trước tiên cũng ghi danh sự nhiệt tình trách nhiệm của hai bà chủ trưởng cùng với ban chấp hành chi hội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng như các ủy ban dân phố đã triển khai hoàn thành xuất sắc hai chi hội trong năm cũng đã có những cái hoạt động chủ động trong cái thực hiện nhiệm vụ và tổ chức nhiều các cái hoạt động sáng tạo tại chi hội và đẩy mạnh cái phong trào hoạt động của chi hội phụ nữ 78 dân cư miền kỳ, và đạt được trong năm cũng đã đạt được nhiều kết quả rất là đáng khích lệ và được phường cũng như quận đánh giá rất là cao. Như trong báo cáo chúng tôi đã tổng hợp và nghiên cứu về báo cáo thì về những kết quả đặc biệt là về công tác vệ sinh môi trường thông qua của tại chi hội phụ nữ phường thành phố Bạch Mã thì là một trong những mục tiêu trong chỉ số về công tác vệ sinh môi trường thông qua của tỉnh. Trong những cái năm vừa qua
và công tác nhân đạo từ thiện thì chúng được chi hội phụ nữ 78 rất là quan tâm. Vào những cái dịp 27 tháng 7 thì chi hội cũng có tặng quà những các gia đình chính sách và tân binh lên đường nhập ngũ là đều chi hội phụ nữ chúng ta cũng rất là quan tâm và tặng quà đến những các đối tượng chính sách và tân binh lên đường nhập ngũ. Thế thì thay mặt cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chúng tôi xin biểu dương và ghi nhận những cái kết quả rất là nổi bật và đáng khích lệ. Một lần nữa xin hội nghị chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những cái kết quả mà hội chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua. Thế thì về tiếp tục về phương hướng trong thời gian tới thì phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Hội Phụ nữ cũng rất mong các bà các chị tiếp tục phát huy những cái tinh thần đoàn kết để xây dựng chi hội vững mạnh. Và tôi cho rằng năm nay đối với Hội Phụ nữ chúng ta, hai chi hội cũng đã phát huy được một cái tinh thần, một cái sức mạnh rất là to lớn, đó là sự đoàn kết của các chi hội phụ nữ chúng ta từ đầu năm giờ hoạt động rất là nhiều và được sự ủng hộ của toàn thể các bà các chị em trong chi hội, rất là tinh thần đoàn kết. Thì chính vì điều đó chúng ta đã một năm chúng ta đã đạt được, gặt hái được rất nhiều là thành công. Thứ hai là chúng ta tiếp tục đề nghị chi hội, các bà các chi hội là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, như là đặc biệt trong cái vườn hoa của Hội Phụ nữ phường đã, chúng ta cũng đã tích cực xây dựng được một cái vườn hoa, nhưng trong thời gian vừa qua cũng đã đi nó đã xuống cấp. Thì trong thời gian tới thì cũng rất mong nhận được sự đồng tình hưởng ứng của tất cả toàn thể hội viên và nhân dân của phường Phú Lãm, chúng ta chung tay làm sao để xây dựng được một cái vườn hoa nó khang trang hơn. Và cái nội dung thứ ba trong thời gian tới thì đề nghị các bà các chị tiếp tục tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội. Thì đây là một cái chính Hội Phụ nữ phường cũng mới nhận được những cái công văn của Ủy ban nhân dân phường về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế thì đây cũng là một chính sách của nhà nước rất là có lợi cho những người tham gia bảo hiểm để sau này được hưởng lương hưu. Thế thì nội dung này nếu mà các bà các chị có quan tâm thì mời các bà các chị liên hệ với phường qua bộ phận lao động thương binh xã hội, thì các đồng chí sẽ tư vấn và triển khai những cái nội dung cụ thể hơn đối với cái nhiệm vụ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này. Đây cũng là một cái nội dung rất là có ích, có lợi đối với người con em hội viên của phụ nữ tham gia để sau này hưởng lương hưu. Thì đây cũng là chính sách rất là nhiều được nhiều người, nhiều chị em chưa có bộ phận lao động thương binh xã hội sẽ tư vấn thêm. Và cái thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nhiều các mô hình hoạt động để thu hút tham gia, thu hút hội viên trong cái thời gian tới, và tiếp tục khai thác những cái nguồn vốn vay để phát triển để giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế. Thì đó là những cái nhiệm vụ trong thời gian tới. Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xin được có ý kiến phát biểu và triển khai những cái nội dung trong thời gian tới. Vậy một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu toàn thể các bà các mẹ các chị gửi kính chúc sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hội nghị, vừa là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt hai câu lạc bộ, hai chi hội phụ nữ tổ 7 và tổ 8, xin tiếp được tiếp thu ý kiến và bổ sung và báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của hội trong thời gian tới. Xin kính chúc bà cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn bà. Tiếp theo chương trình, xin mời bà Nguyễn Thị Cúc lên ôn lại lịch sử ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10. Xin giữ một vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Phụ nữ Việt Nam được sinh ra trong một đất nước có nền văn minh nông nghiệp dựa trên nền tảng trồng về trồng lúa nước và thủ công nghiệp, nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ,
từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc và phong cách riêng, là những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm kiên cường, là những người lao động trí óc, lao động chân tay cần cù, sáng tạo thông minh, người nghệ sĩ bảo vệ giữ gìn và phát triển bản sắc tinh hoa văn hóa dân tộc, là người chủ gia đình dịu hiền đảm đang trung hậu, người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Nhưng dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là những người bị áp bức bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có những yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi với cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo và phong trào Tuần Vương, Đông Kinh Nghĩa Hiệp, Đông Du. Còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng khác tham gia vào tổ chức tiền thân của Đảng Thanh Niên II. Vào những năm 1927-1930, những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp như Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế của học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của quần giới phụ nữ, phụ nữ phản đế, đồng minh, phụ nữ hiệp hội, hội phụ nữ giải phóng, và hình thành nên nhiều nhóm phụ nữ. Năm 1927, nhóm chị Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Lãm, Nguyễn Thị Thủy và ba chị em ở làng Tổng kết Bắc Ninh tham gia thanh niên cách mạng đồng chí hội. Các chị tuyên truyền xây dựng tổ chức học nghề đăng tên cùng 30 chị học nghề vừa học chữ. Nhóm của chị Thái Thị Côi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Bình Nguyên tham gia sinh hoạt ở trường Nguyễn Học Đồng Khánh. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Liên Khai cùng chị Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị A tham gia sinh hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hiệp với chị Xuân, chị Kim, chị Ngân, chị Liên thành lập khối giải phóng ở Vinh. Năm 1930, thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Nghệ An có 6.066 chị tham gia phụ nữ giải phóng, ở Hà Tĩnh có 6.680 chị cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 200 xã Nghệ An và 172 xã Hà Tĩnh. Có 4 công nhân ở nhà máy Diên Bến Thủy, bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm. 30, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi nam nữ bình quyền. Đảng sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ Đảng phải giải phóng phụ nữ và gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng, công hội, nông hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, hội phụ nữ được chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với vai trò của phụ nữ cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Qua các thời kỳ cách mạng có các tổ chức phụ nữ là Hội Phụ Nữ Giải Phóng 1930-1931, Hội Phụ Nữ Dân Chủ 1930-1939, Hội Phụ Nữ Phản Đế 1939-1941, Đoàn Phụ Nữ Cứu Quốc ngày 16/6/1941, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10/1946, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 6/6/1976 khi nhà nước thống nhất. Dù có tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau vẫn là một tổ chức kiên trung của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và nhiều hội viên trong Hội Phụ Nữ dân phố tổ 7 tổ 8 khỏe mạnh hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Cảm ơn. Hôm nay, Liên chi Hội Phụ Nữ tổ 7 tổ 8 long trọng tổ chức tiết kiệm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các bà, các mẹ, các chị lời kính chúc sức khỏe, thành đạt, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Thưa hội nghị, bám sát sự chỉ đạo của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường Phú Lãm và các ủy chi bộ cùng với sự phối hợp của các chi hội toàn thể, chi hội phụ nữ tổ dân phố 78 triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, tập hợp vận động các tầng lớp phụ nữ trong tổ dân phố hưởng ứng tham gia. Kết quả cụ thể như sau: kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát động phong trào thi đua phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm 2023 đã có 100% cán bộ hội viên đăng ký thực hiện duy trì hoạt động.
truyền thống của phụ nữ gắn với nhiều hoạt động sự kiện phong phú đa dạng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên và nhân dân tham gia các tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Ra mắt công trình ngôi nhà xanh thu gom túi nhựa. Chào mừng ngày hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tham gia chương trình ngày hội áo dài góp phần lan tỏa tôn vinh giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1980 năm ngày hội phụ nữ hai bà trưng. Các vị hội viên có những bài hát tuyên truyền chào mừng ngày hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và hội viên quốc thể thao trực tuyến cho trung ương hội phụ nữ.
10 là Nguyễn Thị Oanh, 11 là Bùi Thị Sinh, 12 là chị Trần Thanh Phượng và 13 là Nguyễn Thị Hạnh. Vâng ạ, xin mời các tám anh chị mới tham gia vào chi hội phụ nữ.
rất cảm ơn. Dạ, để tiếp theo chương trình mời ông Nguyễn Đức Khang có bài hát để tặng chị em ạ. Bài Chân Quê, xin mời ông lên biểu diễn ạ. Hai năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, và Nguyễn Khang xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị, các em, các bạn thân yêu bài hát Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bình. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà tổ dân phố
thời gian tới là rất mong muốn các bà các mẹ các chị là giúp đỡ, chúc sức khỏe các bạn các bà các chị là luôn mạnh khỏe, đấy, luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Và xin kính chào các mẹ các chị. Thì xin báo cáo với cả toàn thể quý vị thế này, thì hôm nay về từ buổi chương trình thì được lên phát biểu số ý kiến, thì thứ nhất là về báo cáo của liên hiệp hội của phụ nữ đã đề ra trong những năm mấy năm Covid vừa qua, thì thật sự là nếu mà kể không thì liên hiệp hội phụ nữ hai tổ số 7 rất nhiều công đấy, trong báo cáo vẫn chưa đề hết đâu đấy, tất cả mọi cái gì các bà các mẹ các chị đã nhìn thấy rồi. Mọi hoạt động của phong trào của liên hiệp hội là rất tốt. Trong cái báo cáo là đề ra thì xin phép là thay mặt các đồng chí lên phát biểu không nói này nữa, mà xin ghi nhận tất cả các thành quả mà các liên hiệp hội, ban chấp hành liên hiệp hội hai tổ đã nhận được. Tại vì tại sao nói thế, tại vì trong báo cáo đã nêu lên rồi mà không có một ý kiến nào phát biểu đấy, đúng không ạ, chứng tỏ là đồng thuận đấy, đồng thuận với cả cái báo cáo mà bà Đào nó bảo quyền xây dựng để trình trước hội nghị hôm nay, đúng không ạ? Đấy thì đấy là những cái mà cũng phần nổi. Thế còn về để lên phát biểu thì những này thì xin báo cáo các bà các mẹ các chị như này, thì đề nghị trong báo cáo này thì liên hiệp hội các tổ đề nghị hai tổ dân phố là giúp đỡ về các cái thể dục thể thao đấy. Cái này thì xin báo cáo bà các chị là hai tổ dân phố thì phải từ đầu phong trào thể dục thể thao như mình thì mình là số 1 để nói thẳng luôn, mà yêu phụ nữ của chúng ta là từ đầu, mà mọi cái từ đầu từ khi thành lập đến giờ hai cái ủy chi bộ của thành phố là luôn quan tâm, luôn giúp đỡ, luôn tạo điều kiện ở tất cả các cấp độ đấy, mà nói thẳng tất cả các cấp độ đấy, từ hai nhà văn hóa không nào mà là không hoạt động cả, không còn hoạt động ít thì nhiều thôi. Đấy thì do đó thời gian qua thì có rất nhiều ý kiến thì để đi thẳng vào vấn đề trong báo cáo của liên hiệp hội trả lời để quan tâm hơn nữa, quan tâm rồi quan tâm nữa. Thì thế này, nhà văn hóa tổ dân phố 7 đã phân cấp cho tổ bàn những nằm ra kia đấy, và lâu quá thì các vị phải điều chỉnh. Nhà văn hóa tổ 8 cũng đã từ đầu cũng đã giúp đỡ tổ dân phố một cái năm sau để làm các vị đã tập là xong rồi, thì các vị cái năm cũng tập là sau thì đi, thì mọi cái nếu mà các vị mà có tập cái buổi mà tổng duyệt cái gì đó thì có liên hệ hai tổ phố thì tôi sẽ bố trí để các vị tập để làm nào để cho nó tránh cái sự cố nào, đúng không ạ? Ở còn cái thứ nhà văn hóa như là để cho các vị thứ hai bên tập rồi đi là đông quá thì các vị sẽ phải, tại vì hai lúc này là hai tổ phố đã phải các vị hai tổ phố đã bảo với tôi là hôm nay lên đây phát biểu rất thẳng thắn và rất là điều kiện, không phải không tạo điều kiện đấy, còn nếu lúc nào ngừng đến thì tổ phố sẽ tạo điều kiện hết sức tối đa đấy, còn đối với nhà văn hóa tổ phố 7
mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xưng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thiết thuốc bên mình ta sống tới, vẫn không có quên tình yêu mô lúa săn khoai. Vui biết mấy môi khi dày nắng xuân mới, thức qua sẽ tìm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang.